Như là Linh đã từng chia sẻ thì đôi khi mình ăn cái gì nó không quan trọng, mà ăn như thế nào, ăn ở đâu, ăn với ai. Và với riêng Thái Thùy Linh thì tôi rất là quan trọng cái việc là ăn cảm xúc. Khi nào tôi vui, khi nào tôi cảm thấy hân hoan, khi nào tôi cảm thấy yêu thì lúc đấy là dường như là ăn gì cũng ngon. Vượt qua một quãng đường 75 km, ăn cháo canh ở Ba Đồn. Thì bây giờ chúng tôi đã có mặt ở khu vực cửa rừng. Và từ đây thì chúng tôi sẽ đi bộ 30 phút đến bãi cắm trại. Và bây giờ anh em đang rất là phấn khích bởi vì là mọi người rất là nhiều người lần đầu tiên được đi đôi dép huyền thoại, đôi dép nhựa đúc rất là thời trang. Và bây giờ thì cả đoàn sẽ vượt một cái quãng đường trong vòng 30 phút nhưng mà rất là thơ mộng, với chim hót ríu rít, với gió rừng xào xạc, với những luống lá lốt ở hai dọc hai bên đường, có thể vừa đi vừa hái đấy. Và đấy, đang các bạn có nghe thấy tiếng của đàn bò không ạ? Hôm nay mọi người sẽ thực sự trở về thiên nhiên. Và có một điểm rất là đặc biệt thì tôi sẽ khoe trong hành trình, nhưng mà tuy nhiên tôi chỉ bật mí là ngay từ cách đây hơn một cây số, khi chúng tôi bắt đầu đi vào khu vực rừng ở đây thì tất cả điện thoại đã mất sóng, và chúng tôi sẽ có trọn vẹn một ngày một đêm sống với thiên nhiên, sống với nhau và rời xa các thiết bị điện tử, chủ mới quay phim. Bao giao thừa rộn ràng nơi đây, tên mái chân nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bay trên chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má đào. Chiến lợi phẩm của người con gái, người sơn nữ đi rừng rất là thơm. Chúng tôi vừa vượt qua một chắc là khoảng một nửa đường để đi vào cái bãi cắm trại. Vâng. Và vừa rồi thì cả đoàn vừa đi qua một cái con suối nhỏ. Đối với các anh là một cái suối nhỏ nhỏ nhỉ. Nhưng mà nói chung là với bọn em thì là cũng hơi mạo hiểm đấy. Bởi vì là không biết là có bị vô ích hay không. Và khi mà nhìn những cái túi đồ như này, bây giờ tôi nhìn rõ hơn. Cái túi đồ mỗi một người đeo một cái bao đồ trông nó rất là khủng khiếp. Một cái em được biết là bọn anh sẽ đeo một người là cái sức trở nặng tối đa là được khoảng 35 cân, đúng không? 35 cân là thậm chí còn dư với người luôn. À, dư luôn. Dư và 23 kg đồng với người luôn. Anh em hỏi anh bao nhiêu cân ạ? À, tôi ạ. Vâng. 63 cân. 63. Em bao nhiêu cân? Em được 53. 53. Em muốn nhà em cần chị. Phải đi như này thì mới biết là thực sự là cảm thấy hơn cả sự cảm ơn, mà là rất là biết ơn các bạn ấy. Bởi vì là nếu mà không có đội Porter của công ty Osalit và không có được cái sự hỗ trợ này thì chắc chắn là 100%, 1000 phần nghìn là chúng tôi không bao giờ dám đi vào trong rừng để tổ chức một cái cuộc chơi với âm nhạc như thế này. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đề nghị cả nhà vỗ tay. Bắc chí Nam thì ai cũng thích là được ăn, thích các cái món cuốn với các cái gia vị chấm. Thế nhưng mà ngày hôm nay tại sao lại đi vào rừng lại vừa giới thiệu món cuốn? Đấy là bởi vì trong cái lần tôi đến đây để khảo sát ấy,
tôi đi thăm cái hang ở đây thì tôi rất là ngạc nhiên khi tôi thấy là cái món cuốn tưởng như là một cái món chỉ có ở thành phố ấy, thì ở đây lại được các anh Potter trông có vẻ gai góc xù xì, thì các anh ấy trình bày một cái món cuốn trông rất là thanh lịch, trông rất là tươi mát. Và đặc biệt là khi mà đứng ở một cái nơi mà khung cảnh nó đẹp như thế này để nướng thịt thì lấy là một cái cảm giác nó rất là chill. Mà trong khi chờ thịt nó chín thì tôi đã chuẩn bị vũ khí. Đây là món muối treo, một cái gia vị nó hơi đặc trưng của cái vùng này. Nó hơi giống món chẩm chéo của một số các cái địa phương ở vùng Tây Bắc ấy. Tôi ngửi thì thấy là mùi nó khác. Và khi mà ăn cái cuốn này, sau đó lấy một ít cái muối treo này ăn kèm thì rất là thú vị. Và như thường lệ, không mấy khi Thái Thùy Linh vào bếp. Một khi đã vào bếp thì bao giờ sẽ có vũ khí để còn ăn vụng trước cả nhà. Thực ra mình cũng không phải là tham ăn, mà bởi vì là có những cái miếng thịt nó ở ngoài diềm. Đấy, là mình không ăn thì nó cũng rất là phí. Chưa kể là mình nên thử xem là có độc không hay là có vấn đề gì không, nhỡ đâu mọi người ăn nó đau bụng thì sao. Thực ra món thịt này đã rất ngon rồi, nhưng mà có tay của Linh nướng thì mình nghĩ là nó sẽ ngon lên gấp đôi. Đây, thưa các bạn, có chịu nổi không? Giữa rừng già, giữa một nơi hoang sơn cùng cốc, trên tay tôi lại có một cái mâm đồ ăn. Nó lại rất là khó tả như thế này. Đôi khi mình ăn cái gì nó không quan trọng, mà ăn như thế nào, ăn ở đâu, ăn với ai. Và với riêng Thái Thùy Linh thì tôi rất là quan trọng cái việc là ăn cảm xúc. Khi nào tôi vui, khi nào tôi cảm thấy hân hoan, khi nào tôi cảm thấy yêu thì lúc đấy là dường như là ăn gì cũng ngon, đúng không ạ? Và cũng không cần phải sơn hào hải vị lắm đâu. Nhưng tất nhiên thì đối với tôi như thế này nó chính là sơn hào hải vị. Dưa chuột này, cà chua thái lát này, đậu phụ đấy, rau sống. Cái muối treo này thực sự là rất là lợi hại, vì là nó sẽ để lại một cái hậu vị rất là ấn tượng. Sau khi kể cả khi mà đồ ăn thì đã trôi hết cả xuống dạ dày rồi. Các bạn nhớ là đừng quên một ít muối treo. Đây, một ít muối treo sẽ làm cho cái món cuốn của chúng ta trở nên đặc biệt. Và để ăn một cái món này thì chúng ta phải cất hết đi tất cả những cái sự ngượng ngùng xấu hổ, vì là các bạn lấy đủ gia vị thì nó sẽ rất là to. Ngon tuyệt. Và cảm giác như là tôi đang ăn rừng, ăn suối, ăn hết cả thiên nhiên ở đây. Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi, chơi công an đi bắt quân gian. Em ngang anh giơ súng đai tim bang bang, em vẫn nghe em bang bang. Tiếng ngã trên sân bang bang, tiếng súng khi xưa bang bang. Ta sẽ không quên bao giờ. Du ca đi và hát, dự án video âm nhạc kết hợp trải nghiệm Việt Nam tươi đẹp của ca sĩ Thái Thùy Linh. Liên tục từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2020, mỗi tháng sẽ có một tập gồm 4 phần: đi và ăn, giới thiệu du lịch và ẩm thực địa phương; đi và chơi, giới thiệu thú chơi xe của những vị khách mời thú vị và những môn chơi ngoài trời hấp dẫn, gần gũi với thiên nhiên; đi và hát, giới thiệu chùm ca khúc chủ đề của tháng, thu âm trực tiếp ngoài trời; đi để yêu, tập hợp những hình ảnh ấn tượng và những cảm xúc đẹp đẽ, chân thật mà đoàn Du ca đã gặp trong suốt hành trình.
Hãy đăng ký kênh YouTube Thái Thùy Linh Official và nhấn theo dõi để cùng đón chờ những video mới hấp dẫn. Zuka đi và hát, đi để yêu hơn.